tôi lấy vợ lúc tôi tròn 18 năm, năm dài hạnh phúc sống bên nhau. Bỗng một hôm tai họa ập xuống đầu con tôi, bị một trận đau rất nặng. Thế mà vợ tôi đành lòng bỏ con lại theo trai, để chạy theo phú quý sang giàu. Thật là nhẫn tâm, ôi chùa cho lòng người, đúng là điều bất nhân, không còn chút lương tâm. Kể từ nay sương gió dài dầu, con đành chịu mồ côi. Sống đã yêu nhau sao nỡ vụ tình, sao đành lòng mà bỏ lại đứa con trai. Kể từ bây giờ cha con sống hoành yêu, nỗi khổ từ đây cha con mình gánh chịu. Nhìn đến con đã đứt cả tơ lòng, ôi sao đau đớn ngồi ngồi, lệ tuôn trào đẫm mi. Em ơi sao nỡ đành bỏ ra đi, khi con trai đang còn mang bệnh nặng. Em bỏ đi đâu có một lời từ biệt, tính đến nay đã qua năm ngày. Khi tình khi mơ con hỏi mẹ đâu rồi, anh không biết trả lời sao đây nữa. Đành phải dối lòng bao mẹ mới đi ra, nhưng rồi ngày lại cứ trôi qua. Con cứ hỏi hoài nên anh đành nói thật, mẹ con bây giờ không biết ở nơi đâu. Đã bả cha con mình đi hơn năm ngày trước, tôi rơi lệ. Tại vì con đau nên mẹ bỏ con rồi, nhìn con trai mà lòng tôi đau xót ngậm ngùi. Không biết vì sao mà em bỏ đi như vậy, con đang bệnh nằm không biết sống ra sao. Càng nghĩ càng thương cho số phận con tôi, kể từ nay sống cuộc đời không mẹ. Buồn cánh đời tôi và nỗi đau con trẻ, khiến hai hàng dâu lệ cứ trào ra. Thank you.
con hết tình thì nỗi lo tiền bạc trả nợ người và nuôi bé lớn khôn. Cha con hiện giờ bữa cháo bữa cơm rồi giữ con gửi con để đi làm trả nợ. Ôi hết rồi người đã nhẫn tâm bỏ con trời. Tuổi thân con trẻ mong mình ba đi là đi làm mướn gửi về nỗi nuôi tan tình tan tinh tinh tan. Ngày lại ngày qua ba đi làm xa đành gửi con về cho nội. Trong lúc đi làm thì hỡi ơi tôi thấy vợ tôi cặp tay với một kẻ sang giàu. Tôi cất tiếng gọi tên thì vợ lại quay đầu vội vã bước đi như người không quen biết. Tôi chán nản đi về trong uất ngẩn chào dân. Mẹ con là người bất nghĩa vô nhân, bỏ cha con mình để đi theo người khác. Hỡi người sao quá sâu tâm, bỏ con mình nặng mà đi theo người. Thôi cô họ chôn người giàu dị dàng, kẻ vô tâm thì nhớ để làm gì. Còn con đừng buồn đừng nhớ mà chi, người bỏ con đi không một lần liên tiếp. Đời sao lại có những người đành tâm để bỏ con trai của mình. Tôi chán ghét cho hàng người gian tra, đồng tiền ăn mất cả lương tâm. Bỏ con